Trưa nay 16 tháng 9 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 5 với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo chiều thứ Sáu ngày 18 tháng 9, bão số 5 có tên quốc tế là Noun sẽ đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ nước ta, với trọng tâm là từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Khi đổ bộ vào bờ, bão số 5 có thể đạt cường độ cấp 11, cấp 12, giật cấp 13. Tính đến thời điểm này, đây là cơn bão có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, với mức độ rủi ro thiên tai cấp 4. Chúng tôi nhận định là cường độ cơn bão số 5 này hiện tại đang ở cấp 8, cấp 9. Và trung bình một ngày nó mạnh lên khoảng 2 cấp. Và cái khoảng thời gian mà cơn bão này nó có cường độ mạnh nhất ấy, là cách bờ khoảng 100 km. Với cái cường độ mạnh nhất có thể lên cấp 12 và giật tới cấp 14, 15. Và hiện tại thì cái cơn bão này nó tác động vào cái thời điểm mà có không khí lạnh từ trên di chuyển xuống. Từ khoảng ngày 17 có một đợt không khí lạnh tác động từ Trung Quốc di chuyển xuống. Và cái sự tương tác của không khí lạnh và bão bao giờ làm cho cái diễn biến của cơn bão là rất phức tạp về cái đường đi. Thì chúng tôi hiện tại đang nhận định là cái khả năng trọng tâm bão nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ khu vực Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi. Và cái vùng trọng tâm ảnh hưởng chính là khu vực từ Quảng Ngãi từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên thì cũng không loại trừ cái trường hợp khả năng bão phải đi thấp hơn xuống một chút và tác động đến vào phần phía Nam. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5 Noun, từ chiều mai 17 tháng 9 đến sáng 18 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, phổ biến từ 200 đến 300 mm. Riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có thể mưa đến 400 mm. Chúng tôi vẫn nhận định khi mà cường độ cơn bão nó vào ấy, mạnh nhất thì nó vẫn là cái trên biển cách khoảng 100 km, nhưng mà cường độ khi bão vào ấy, thì vẫn còn tương đối mạnh ở cấp khoảng cấp 10, cấp 11 khu vực ven biển, tức là vùng ven biển, còn sâu trong đất liền là cấp 8, cấp 9 là cái cấp gió mạnh so với miền Trung. Phát biểu tổng kết cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, bão số 5 có cường độ rất mạnh với mức độ rủi ro lên tới mức cao nhất, cấp 4. Vì vậy, đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương không để chủ quan. Nếu chủ quan, sẽ gây thiệt hại nặng nề như cơn bão số 12 ở Khánh Hòa trước đó. Cái cơn bão này nó hoàn lưu bão và mưa rất lớn, cho nên rất dễ gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Mà riêng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thì chúng ta dự báo chung chung đi thôi. Còn nó vào vị trí nào nó vô cùng khó khăn. Đúng không? Cho nên yêu cầu các bộ ngành cùng các địa phương, đặc biệt là địa phương phải chủ động để rà soát lại tất cả các vị trí nhà ở của người dân để xác định những khu vực nguy hiểm nếu xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để sơ tán ngay ra khỏi những khu vực đó. Tính đến thời điểm này, các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng đã thông báo kiểm đếm 12.181 phương tiện với 48.884 người. Trong đó, neo đậu tại các bến 3.429 tàu với 14.469 người. Các khu vực khác là 10.502 tàu với 57.319 người. Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Sáng sớm nay 16 tháng 9, Biển Đông đã xuất hiện cơn bão số 5 có tên quốc tế là Noun. Hồi 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày và đêm nay, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15 km một giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ sáng mai, 17 tháng 9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông nam. Lúc này thì sức gió vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Những giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng đi nhưng liên tục tăng tốc và mạnh lên. Đến 10 giờ sáng ngày 18 tháng 9, tâm bão nằm ngay trên vùng biển ngoài khơi, các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Với cường độ này thì đây là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông kể từ đầu năm. Dự báo chiều ngày 18 tháng 9, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sau đó sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, tức là gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, là phía Bắc vĩ tuyến 11 độ vĩ Bắc và phía Đông của kinh tuyến 112 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão nên toàn bộ khu vực Biển Đông sẽ có mưa rông, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ 4 cho tới 10 km. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Với khu vực phía nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa cũng chịu ảnh hưởng của rìa phía nam hoàn lưu bão, có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8. Còn ở khu vực phía bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió cũng chuyển hướng bắc đến tây bắc, mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 10. Đến với các hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, dự kiến bão số 5 nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, nhưng hoàn lưu phía bắc của bão bao giờ cũng mạnh. Trong đêm nay và ngày mai khi bão chưa ảnh hưởng, ở vịnh Bắc Bộ trời vẫn không mưa, nhưng gió bắt đầu đổi dần sang hướng đông bắc. Và sang đến gần sáng vào ngày 18 tháng 9, tại đây sẽ có gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật tới cấp 8, cấp 9. Cùng với đó là mưa rào và dông mạnh gây nguy hiểm. Là vùng trọng tâm của hoàn lưu bão số 5 ảnh hưởng, vì vậy từ chiều và trưa chiều mai trở đi, ở khu vực biển miền Trung, dọc từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6. Gần sáng vào ngày 18 khi hoàn lưu bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp, gió ở đây sẽ mạnh lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão có thể mạnh lên tới cấp 10, giật cấp 12, 13. Ngay từ lúc này, tàu thuyền ở tất cả các vùng biển Trung Bộ cũng như là tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra Lý Sơn và ngược lại cần tìm nơi trú tránh và không nên ra khơi trong thời gian bão số 5 ảnh hưởng. Sự xuất hiện của bão số 5 cũng làm cho gió Tây Nam trên khu vực biển phía đông của Nam Bộ là vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau mạnh lên mức cấp 6, từ ngày mai lên tới cấp 7 và thậm chí là cấp 8 vào ngày 18 tháng 9. Cùng với đó là mưa rào và dông mạnh. Vì vậy, tàu thuyền ở khu vực biển phía đông của Nam Bộ cũng hạn chế ra khơi trong thời điểm này và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai về việc ra khơi, neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.